Kẻ sợ chết không thể bàn việc lớn. Phượng Hỏa Cửu Trọng. Những chủ tướng đã nhận được có thể kích hoạt đồ kiếm. Sau khi kích hoạt có thể tăng toàn bộ thuộc tính chủ tướng. Ta là người không văn hóa, nhưng vẫn biết binh pháp. Lính khiên theo ta tiến về phía trước, đồng khiên. Chủ công, Mạnh Hoạch là chủ tướng thuẫn binh, có thể bảo vệ hàng sau. Ô trắng là điểm thuẫn giáp của Mạnh Hoạch, cần phải phá hỏng thuẫn giáp mới có thể làm Mạnh Hoạch bị thương. Nhấn đây để kích hoạt tự động chiến đấu. Phượng Hỏa Cửu Trọng.